Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trung rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Liên quan đến một mã đề thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Đắk Lắk bị lỗi khâu in ấn, ảnh hưởng đến kết quả của thí sinh. Chiều 28 tháng 6, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 cho biết, Ban chỉ đạo đã nắm được thông tin và đã giao cho Ban chỉ đạo thi tỉnh rà soát cụ thể, hướng xử lý theo nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Nếu câu in lỗi khiến thí sinh không đọc được đề, không làm được thì sẽ báo cáo hướng xử lý cụ thể. Theo phản ánh của phụ huynh trước đó, mã đề thi 119 môn toán kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Đắk Lắk bị lỗi nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết quả thi. Cụ thể, một trang của đề thi toán mã 119 bị lỗi hàng chục vị trí. Trong đó, đề vừa lỗi văn phong tiếng Việt, vừa lỗi về mặt ký hiệu toán học. Một số câu lỗi cả câu hỏi, cả đáp án, sai công thức, sai bản chất, thiếu dữ liệu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh sử dụng môn toán để xét tuyển đại học. Một giáo viên dạy toán lớp 12 tại Đắk Lắk cho biết, nếu đúng như đề thi mà phóng viên cung cấp thì quá trình in ấn bị lỗi nghiêm trọng. Từ câu chữ, ký hiệu toán, đáp án đều xảy ra lỗi. Điều này rất vất vả cho thí sinh, mất nhiều thời gian để suy luận và ảnh hưởng đến tâm lý. Đặc biệt, ảnh hưởng quyền lợi đến thí sinh sử dụng môn toán để xét tuyển đại học. Giáo viên này nhận xét, một số câu lỗi cả câu hỏi, cả đáp án, sai công thức, sai bản chất, thiếu dữ liệu. Cũng trong chiều 28 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp thông tin đến báo chí về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đợt thi lần này không có thí sinh hay giám thị nào vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên, đối với phần đề thi toán bị in mờ, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho rằng đây là việc đáng tiếc. Ở một số mã đề đã có nhiều câu bị in mờ do kỹ thuật in. Sau khi phát hiện, giám thị đã báo cáo cho trưởng điểm thi về sự cố này. Trưởng điểm thi vận dụng quy định hiện hành để quyết định dùng đề dự phòng thay thế cho thí sinh. Trưởng điểm thi tính toán thời gian để cộng bù số phút làm bài cho các em, đảm bảo quyền lợi. Theo ông Khoa, tại một vài điểm thi, việc xử lý tình huống trên còn bị hạn chế, chưa kịp thời nên có vài chục thí sinh bị ảnh hưởng. Đây là sự cố diễn ra ngoài ý muốn nên Hội đồng thi cấp tỉnh đã báo cáo xin chỉ đạo từ Ban chỉ đạo thi quốc gia. Đối với phản ánh của một số phóng viên về việc có điểm thi đã thu hồi đề thi môn toán, người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tiếp tục xác minh và phản hồi sau. Trước đó, chiều 27 tháng 6, hơn 1 triệu học sinh cả nước hoàn thành bài thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Nhận xét về đề thi môn toán, một giáo viên trường trung học cơ sở và trung học phổ thông MV Lomonosov Hà Nội nhận định đề thi năm nay mặc dù ổn định về mặt cấu trúc so với năm trước, nhưng mức độ khó tăng lên, đặc biệt là các câu từ 39 đến 50. Theo giáo viên này, 5 câu thuộc chương trình lớp 11 đều ở mức độ nhận biết, cấp số cộng, tổ hợp và thông hiểu, xác suất, góc, khoảng cách. Còn lại 33 câu khác ở mức độ này đều thuộc chương trình lớp 12, hoàn toàn mang tính xét tốt nghiệp trung học phổ thông, không đánh đố học sinh. Câu ứng dụng tích phân để tính quãng đường đi được của ô tô mặc dù là một câu quen thuộc đối với học sinh, nhưng nữ giáo viên đánh giá là một câu hỏi hay vì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mạnh dạn đưa được bài toán thực tế vào đề. Các câu từ 39 đến 50 đều ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Nhiều câu khá lạ với học sinh, yêu cầu các em phải sử dụng linh hoạt kiến thức ở nhiều mảng chuyên đề để xử lý. Giáo viên này dự đoán mức phổ điểm môn toán năm nay là 7,4 điểm và sẽ khó đạt điểm 9 đến 10 hơn năm ngoái. Giáo viên toán một trường tại Hà Nội nhận định đề toán phân hóa khá mạnh, dự báo phổ điểm ở mức 7 điểm, thấp hơn năm ngoái. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký, tăng hơn 45.000 so với năm 2023. Trong đó, thí sinh tự do có 46.978, chiếm 4,38%. Toàn quốc bố trí 2.323 điểm thi, tăng 51 điểm so với năm ngoái. Hà Nội tiếp tục là địa phương có số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đông nhất với 109.078 thí sinh, gấp 34 lần Bắc Cạn. 4 vị trí tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh với 90.062 thí sinh, Thanh Hóa 38.775 thí sinh, Nghệ An 37.044 thí sinh và Đồng Nai 34.088 thí sinh. Tính đến 17 giờ 15 phút chiều ngày 26 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98,96%. Tổng số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi chiều ngày 26 tháng 6 là hơn 11.000 em. Một số thí sinh chưa kịp đến, tiếp tục làm thủ tục vào đầu buổi sáng ngày 28 tháng 6. Liên quan đến đề thi ngữ văn có phần giống đề tin đồn trên mạng trước đó, khiến hàng loạt thí sinh trúng tủ. Chiều ngày 27 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có phản hồi. Theo khẳng định của Ban chỉ đạo cấp quốc gia, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024,
đề thi môn ngữ văn đã được bảo mật tuyệt đối. Về ngữ liệu của đề thi chính thức môn ngữ văn, giống với đề thi tin đồn lan truyền trên mạng vào tối 26 tháng 6, Hội đồng ra đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, đề thi môn ngữ văn được ra đúng với cấu trúc, định dạng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, có sự phân phối hợp lý giữa phần thơ và phần văn xuôi. Phần đọc hiểu của đề thi bàn về sự sáng tạo và trách nhiệm của người nghệ sĩ, những yếu tố tạo nên lịch sử nghệ thuật của nhân loại không trùng với những suy đoán trước đó. Mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay không thay đổi. Kết quả thi phục vụ mục tiêu xét tốt nghiệp trung học phổ thông, làm cơ sở để xét tuyển đại học, cao đẳng và đánh giá chất lượng công tác quản lý, công tác dạy và học tại các cơ sở giáo dục. Phương châm của kỳ thi là vì học sinh, để học sinh dự thi, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, không để một thí sinh nào vì điều kiện khó khăn về kinh tế hay cách trở về giao thông mà không đến được điểm thi. Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, các địa phương quán triệt tinh thần 4 đúng 3 không trong quá trình tổ chức kỳ thi. 4 đúng gồm: đúng quy chế và hướng dẫn thi, đúng và đủ quy trình, đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao, đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường,